Chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về thực phẩm cho người bệnh đái tháo đường có thể dùng mật ong thay thế đường hay không. Thì theo như chúng ta biết, một số người bệnh đái tháo đường họ hay áp dụng là bỏ mật ong vào cà phê hoặc trà để làm tăng vị thơm ngon. Nhưng liệu mật ong có an toàn cho người bệnh đái tháo đường sử dụng hay không? Thì sau đây mình và các bạn cùng nhau tìm hiểu về vấn đề này nhé. Thực ra tâm lý của bệnh nhân đái tháo đường, họ thường thắc mắc họ sẽ ăn gì để kiểm soát tình trạng lượng đường huyết trong cơ thể và phòng tránh các biến chứng. Thì trong số các loại thực phẩm được nhắc đến nhiều nhất, đó chính là mật ong. Do loại thực phẩm này có vị ngọt nên người bệnh thường hay lo ngại nếu ăn sẽ làm tăng lượng đường huyết có trong máu. Thì theo như kết quả của nhóm nghiên cứu 2004 đã đánh giá tác động của mật ong và đường tinh luyện đối với lượng đường trong máu, thì nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng trong nhóm người mắc bệnh đái tháo đường, mật ong làm gia tăng lượng đường trong máu khoảng 30 phút sau khi ăn. Tuy nhiên, lượng đường trong máu của người tham gia đó giảm xuống và duy trì ở mức thấp hơn trong 2 giờ. Thì điều này khiến cho các nhà nghiên cứu tin rằng mật ong không giống như đường tinh luyện. Do mật ong có thể làm tăng lượng insulin, đây là một loại hormone quan trọng để kiểm soát lượng đường huyết trong cơ thể. Nhưng người bệnh nên lưu ý, mật ong ngọt hơn đường, do đó nếu bạn muốn thay thế đường bằng mật ong thì chỉ cần một lượng nhỏ để biết được lượng chính xác, thì người bệnh nên xin ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Tóm lại là thay thế đường bằng mật ong có thể có lợi, do mật ong là một nguồn chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm. Nếu người bệnh có chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa sẽ giúp cải thiện cơ thể chuyển hóa đường, và đặc tính chống viêm trong mật ong có khả năng làm giảm các biến chứng của bệnh. Sau những gì nãy giờ mình chia sẻ với các bạn thì các bạn có thể hiểu thêm kiến thức về mật ong để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày rồi đúng không ạ? Thì sẵn đây mình chia sẻ luôn về vấn đề mua mật ong ở đâu uy tín. Thì kể đến điểm bán mật ong uy tín thì nơi được nhiều người tiêu dùng nhắc đến nhất đó chính là công ty mật ong Cao Nguyên, tên tiếng Anh là Highland Bee. Thì mật ong Highland Bee vinh dự là thương hiệu lớn và uy tín trong nhiều năm qua, minh chứng bằng việc nhiều năm liền đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao và chứng nhận uy tín quốc tế như ISO 22000-2018. Bằng việc đi đầu trong công cuộc đưa sản phẩm mật ong bán lẻ nội địa với tiêu chuẩn xuất khẩu thế giới, thì cụ thể là Highland Bee cho khách hàng thấy được nhà máy xử lý đóng gói mật ong hiện đại sẽ theo chuẩn xuất khẩu mà chưa có một công ty ong mật nào dám tự tin đưa ra cho khách hàng nhìn thấy được. Thì đặc biệt hơn nữa, công ty mật ong Cao Nguyên cam kết hoàn trả 100 lần nếu mà các bạn phát hiện ra mật ong không đúng nguyên chất. Là một thương hiệu lớn uy tín với đầy đủ nhà máy, máy móc, trang thiết bị hiện đại, sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu quốc tế, vậy giá thành như thế nào? Không để mọi người phải mất công đích chuột tìm hiểu thì mình xin giới thiệu sơ qua mẫu mã sản phẩm mật ong kèm bảng giá công khai của công ty cho các bạn tham khảo nha. Và đây là chai thủy tinh 500ml. Đây mình kê sát cho mấy bạn theo dõi nha. Thì đây là chai 500ml, bên mình sẽ bán giá là 130.000 một chai. Đây là giá bán lẻ. Thì dấu hiệu dễ nhận biết nhất là trên nắp sẽ được in một cái logo biểu tượng của công ty. Bên công ty dùng vỏ chai mới, không phải là vỏ chai tái chế nên rất an toàn để sử dụng. Và đây là chai 1 lít được, cũng là làm được bằng chất liệu nhựa cao cấp và dập chìm, tên công ty in theo dọc thân chai. Đây là dấu hiệu nhận biết sản phẩm chính hãng của công ty. Thì giá 1 lít bên mình là giá 250.000 một lít. Thì các bạn có thể đặt hàng qua sản phẩm này qua video này, hoặc là nhắn tin trên trang bay, hoặc là đặt trực tiếp online qua website để trải nghiệm sản phẩm mật ong thơm ngon chất lượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.